mông to, căng mẩy hãy chén ngay 3 loại thực phẩm quen thuộc này. 1. Quả ốc chó. Quả ốc chó chứa một lượng lớn protein và chất béo giúp tăng cơ vùng mông, kích thích cơ thể tạo mô nạc, cung cấp nhiều chất khoáng và vitamin có lợi cho sức khỏe. Ăn ốc chó hàng ngày không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp bạn cải thiện số đo vòng 3 đáng kể nữa đấy. 2. Bơ. Bơ chứa lượng chất béo dồi dào, không chỉ giúp da sáng đẹp, mềm mịn và căng tràn sức sống từ bên trong mà còn làm tăng kích thước vòng 3 hiệu quả. Muốn sở hữu một bờ mông quyến rũ gợi cảm, hãy dùng bơ hàng ngày, có thể làm sinh tố hoặc nấu cùng các món ăn khác. 3. Ức gà tây rán, thịt bắp bò luộc. Đây là hai món ăn chứa nhiều protein nhất, được các nhà khoa học khuyên dùng dành cho những ai mong muốn cải thiện cơ bắp, nâng vòng 3 căng tròn quyến rũ. Theo các chuyên gia, protein là một trong những chất quan trọng hàng đầu trong chế độ ăn uống, giúp cải thiện số đo 3 vòng hiệu quả. Protein giúp cơ bắp phát triển, khiến vòng 3 và vòng 1 trở nên săn chắc hơn. Ngoài chế độ ăn, bạn cũng nên áp dụng một số bài tập tại nhà giúp vòng 3 săn chắc và căng mẩy hơn. Brazilian Woodlift đang là phương pháp luyện tập được các tín đồ phòng gym ưa chuộng vì đem lại kết quả tuyệt vời như vừa phẫu thuật thẩm mỹ xong, vòng 3 săn chắc, căng tròn cực kỳ quyến rũ. Thiên thần chúa Alessandra từ nhà Victoria's Secret là người đi đầu trong việc áp dụng bài tập này để cải thiện vòng 3. Để tập luyện bài tập này, bạn cần thực hiện 3 động tác cơ bản: wall sit, body weight squat và glute press. Wall sit: quay lưng vào tường nhưng không ép sát, hai chân đưa về trước, từ từ hạ người xuống, lưng dựa tường, đùi song song với mặt sàn. Body weight squat: thực hiện tư thế squat cơ bản, giữ khoảng 5 đến 10 giây trước khi đứng lên. Glute press: nằm ngửa, chân co lại, mở rộng bằng vai, tay ép sát người, dùng gót chân đẩy hông lên cao, giữ lưng thẳng, hít sâu, sau đó thở ra, giữ tư thế này 1 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Chúc các bạn thành công! Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh emdep.vn.